chú ý xem, một người đàn ông khi đang trên máy bay, lại phát hiện trên đầu nữ tiếp viên, lại xuất hiện con số 0. Điều này báo hiệu cuộc đời nữ tiếp viên chỉ còn lại 0 ngày. Anh chàng vội vàng cảnh báo nữ tiếp viên, cô ấy sẽ chết trong hôm nay. Nữ tiếp viên cho rằng anh chàng đang nguyền rủa mình. Với tinh thần chuyên nghiệp, cô kiềm chế cơn tức giận và yêu cầu anh ngồi xuống. Thấy nữ tiếp viên không tin, anh chàng đành bỏ cuộc. Nhưng khi anh ta tiến vào trong khoang, lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hơn. Tất cả hành khách đều có số 0 trên đầu. Anh chàng lập tức cảm thấy điều không lành. Sau một hồi cuối cùng anh hiểu ra, chiếc máy bay này sẽ gặp nạn ngay sau khi cất cánh hôm nay. Để cứu mạng hàng trăm hành khách, anh chàng hét lớn bảo mọi người rời khỏi máy bay. Nếu không họ sẽ chết trong vụ tai nạn hôm nay. Tuy nhiên, hành khách nhìn anh ta như kẻ điên. Chỉ anh là người mất trí, nói rằng máy bay vẫn ổn, làm sao có thể rơi được. Thấy không ai tin mình, anh chàng rất lo lắng. Bởi vì anh thực sự không có bằng chứng thuyết phục. Bất đắc dĩ, anh nói rằng mình có siêu năng lực, có thể nhìn thấy tuổi thọ còn lại của mỗi người. Không ngờ, lời nói đó khiến mọi người cười lớn, càng khẳng định anh là kẻ điên. Hành khách bị làm phiền còn nói tục, bảo anh nên đi kiểm tra đầu óc ở viện tâm thần. Dù anh có nói thế nào, không một ai tin anh ta. Thậm chí có người muốn đuổi anh ta xuống máy bay, mặc cho bị mọi người chế nhạo. Anh vẫn không nỡ nhìn họ tự tìm đến cái chết, chỉ còn cách tiếp tục khuyên nhủ. Không thể không tin được, xin hãy tin tôi, lần này ít nhất cũng chỉ là tốn một chút thời gian thôi. Thưa ngài, chuyến bay của chúng tôi rất an toàn, xin mời quý khách trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Dây an toàn có ích gì chứ? Nếu máy bay rơi xuống, mọi người đều chết, cô hiểu không? Cậu đã xong chưa? Tiếp viên, nhanh chóng cho người này xuống, đừng làm lãng phí thời gian của chúng tôi. Tiên sinh, nếu anh cứ nói lung tung, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp mạnh. Tôi không nói quá, gọi cơ trưởng của cô đến đây, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Quý ông quý bà, chào mừng quý vị lên chuyến bay 8633 của Southern Airlines. Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này từ Trịnh Thành đến Long Thành. Quãng đường bay là 1.300 km, buộc sai rồi, thời gian bay lần này, 1:36, chúng ta sắp cất cánh, xin quý khách kiểm tra dây an toàn, cảm ơn. Thưa ngài, máy bay sắp cất cánh, xin mời ngài ngồi xuống, tôi nói lần cuối, vì sự an toàn của mọi người, tôi tuyệt đối không cho phép chiếc máy bay này cất cánh. Tôi nói này, nếu anh không xuống ngay, tôi thật sự sẽ làm chết anh. Xuống đi, nhanh chóng xuống đi, cơ trưởng, hoãn cất cánh. Cabin có vấn đề, có chuyện gì vậy? Cơ trưởng, hành khách này nói rằng chúng ta sẽ gặp tai nạn hàng không, ngăn cản máy bay cất cánh. Vị tiên sinh này, chuyến bay của chúng tôi tuân theo kế hoạch bay nghiêm ngặt. Nếu ngài không có bằng chứng cụ thể để chứng minh chuyến bay này của chúng tôi có thể xảy ra tai nạn hàng không, thì xin mời ngài ngồi yên, được không? Cơ trưởng, tôi không có bằng chứng, nhưng tôi thực sự có siêu năng lực. Không chỉ họ, tôi nhìn thấy ngài, số trên đầu ngài cũng là không. Chuyến bay này chắc chắn sẽ gặp nạn, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tiên sinh, lời nói của ngài hơi quá mức vô lý, không thể là lý do để chúng tôi hủy chuyến bay. Xin hãy hợp tác với chúng tôi, được không? Ngài muốn tôi hợp tác để chết chung à? Tiên sinh, tôi phải nhắc lại một lần nữa, nếu ngài vẫn tiếp tục như thế này, thì tôi chỉ có thể hủy chuyến bay của ngài. Xin mời ngài xuống máy bay, không hủy bay, tôi sẽ không xuống. Tôi đã cho cậu mặt mũi rồi đấy. Thằng nhóc thối, mau xuống dưới đi. Tiên sinh, xin hãy bình tĩnh, xuống đi, bình tĩnh. Tiên sinh, thằng danh, mau cho nó xuống đi. Thực sự làm phiền mọi người quá. Hãy bình tĩnh lại, bảo vệ, 8633, bảo vệ. Buông tôi ra, chiếc máy bay này sẽ rơi. Mọi người phải tin tôi, đưa vị tiên sinh này xuống máy bay. Buông ra, chờ một chút, có chuyện gì vậy tiểu thư? Tôi nghĩ anh ấy nói có thể là thật. Đầu cô không có số, cô sẽ sống qua đêm nay, cô tin những gì tôi nói, phải không? Thà tin có còn hơn là không, đúng không? Uổng phí cô xinh đẹp thế, lại tin một kẻ điên rồ nói mớ. Cơ trưởng, tôi nghĩ anh ấy nói không sai, chúng ta nên đổi một chiếc máy bay khác, chỉ là sẽ làm chúng ta chậm trễ một chút, nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời. Tôi hy vọng hủy chuyến bay, đổi một chiếc máy bay khác. Vị nữ sĩ này, đổi cái gì chứ? Cô mua ghế hạng nhất thì đã làm sao? Tôi nghĩ, hai người là một nhóm, nếu cô sợ chết thì hãy lập tức rời khỏi chiếc máy bay này, đừng làm chúng tôi chậm trễ. Xin lỗi nữ sĩ, nếu không có lý do đặc biệt, chúng tôi không thể hủy chuyến bay này. Tất nhiên, nếu cô tin vào một số tin đồn và nghĩ rằng chuyến bay này có thể gặp sự cố, cô có thể giống như vị khách này, rời máy bay. Được, tôi sẽ cùng anh ấy rời máy bay. Cơ trưởng, hàng chục mạng người đây, không thể bay. Hãy đưa hai vị này xuống máy bay. Những gì tôi nói đều là sự thật, các người sẽ hối hận. Các người đang làm gì vậy? Tiên sinh, chúng tôi nhận được báo cáo,
Anh trên máy bay đã phát tán lời lẽ khiếp sợ. Xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Tôi không phát tán tin đồn. Có vẻ như cậu không muốn hợp tác với chúng tôi. Chờ một chút. Đồng chí cảnh sát, cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Những gì tôi nói đều là sự thật. Máy bay thực sự sẽ gặp nạn. Thật là một cánh rừng lớn. Có đủ loại chim. Bây giờ là thời đại nào rồi? Còn nói mình có siêu năng lực. Còn nói chúng tôi sẽ gặp nạn. Điều này không phải là đùa sao? Tôi nghĩ anh ta xem phim nhiều quá. Trở thành bệnh nhân tâm thần mất rồi. Còn nói chúng tôi không sống nổi qua hôm nay. Thật là buồn cười. Thế mà cũng có người tin. Làm sao có thể gặp nạn được chứ? Tôi bay nhiều lần như vậy. Chưa bao giờ gặp tình huống này. Cơ trưởng, anh nói tiểu tử ấy. Đầu óc có vấn đề à? Bão lốc, cơ trưởng. Tắt tự động lái, gọi tháp kiểm soát. Chuyến bay số 8633 gặp phải bão lốc. Yêu cầu quay đầu. Không phải, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn 5 triệu chưa tiêu kìa. Siêu năng lực. Ai tin chứ, tôi. Tôi tin. Thật, thật sự có tai nạn hàng không? Mọi người xem, những gì tôi nói đều là thật. Không có việc gì, tôi đi đây. Chuyến bay 8633 của Southern Airlines gặp nạn. Đã bị rơi, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ này. Tôi, xin hãy theo chúng tôi về để điều tra. Anh chắc chứ, bạn đã thấy số trên đầu của tất cả thành viên phi hành đoàn và hành khách của chuyến bay Southern Airlines 8633. Vì thế, anh dự đoán chuyến bay Nam Hàng không 8633 sẽ gặp tai nạn hàng không, phải không? Tôi chắc chắn. Anh có quyền giữ im lặng, nhưng anh không có quyền nói nhảm, anh biết không? Những gì tôi nói đều là sự thật. Được rồi, hiện tại, không phát hiện anh và tai nạn lần này. Có quan hệ gì, ký tên là có thể đi. Xin chào. Cô đang chờ tôi à? Tôi chưa kịp cảm ơn anh. Nếu không có anh hôm nay, tôi cũng có thể đã gặp nạn. Ân cứu mạng, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi còn tưởng cô sẽ đền ơn bằng cách hiến thân. À, tôi, được rồi, trên cả chuyến bay chỉ có mình cô tin tôi. Hãy cảm ơn chính mình đi. Tiếc là, mấy chục mạng người. Cứ thế mà mất, anh đã cố gắng hết sức. Không thể trách anh, đúng rồi, siêu năng lực của anh là từ đâu mà có. Một năm trước, tôi từng bị một căn bệnh nặng. Sau khi tỉnh dậy, tôi có thể thấy số trên đầu người sắp chết. Xem đếm ngược đại diện cho tuổi thọ của họ. Số từ 0 đến 3, biểu thị số ngày còn lại của họ. Thật à, này cũng quá kỳ diệu rồi. Đúng là thế giới này nhỏ bé. Trần Tiêu, sao anh lại ở đây? Mộng Tuyết. Thật là trùng hợp, tôi thấy anh đang theo dõi tôi thì có. Tôi đã nói chúng ta đã chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa được không? Mộng Tuyết, tôi không theo dõi cô. Tôi thấy số trên đầu cô rồi, số gì mà số, tôi nói này, bám đuôi không thay đổi được gì đâu. Chúng ta đã không còn khả năng quay lại. Trần Tiêu, anh quen cô ấy à? Bạn gái cũ. Khá lắm, Trần Tiêu, liền mạch luôn đúng không? Vừa chia tay tôi đã tìm người khác, đây là cố tình trước mặt tôi. Khoe khoang à, Mộng Tuyết, tôi mới chỉ quen cô ấy. Không phải như cô nghĩ đâu, tôi ngăn cô lại, là vì tôi thấy trên đầu cô có. Số là 1, niềm báo rằng cô chỉ còn lại một ngày để sống. Anh đang nguyền rủa ai vậy? Mộng Tuyết, cô tin tôi đi, cô thực sự sẽ chết vào ngày mai. Đủ rồi, Trần Tiêu, anh thực sự làm tôi cảm thấy ghê tởm. Chia tay với anh là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Mộng Tuyết, cô thực sự, Trần Tiêu. Anh đừng nói nữa, ngay cả cô cũng không tin tôi. Tôi thực sự thấy được, con số trên đầu cô ấy là 1, cô ấy không sống qua ngày mai được. Trần Tiêu, anh dám nói lại lần nữa không? Mỹ nữ, anh ấy uống quá chén rồi. Cô đừng để tâm đến anh ta. Tôi không uống quá chén. Tôi thật sự đã thấy. Trần Tiêu, đừng nói những chuyện này nữa. Uống quá chén thì mau về nhà ngủ đi. Đừng ở ngoài làm loạn. Biến đi, Mộng Tuyết, cô không thể đi. Cô thật sự sẽ chết vào ngày mai. Anh chết tôi cũng không chết. Điên rồi. Mộng Tuyết, Trần Tiêu, cô làm gì thế? Cô ấy chỉ còn một ngày để sống. Dù chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi không thể nhìn cô ấy chết được. Anh có thể bình tĩnh lại không? Anh nghĩ bây giờ nói chuyện với cô ấy như thế, cô ấy sẽ tin anh sao? Người trên máy bay không tin, cô ấy càng không tin. Tôi, anh muốn bị cảnh sát bắt vào lần nữa sao? 3 năm tình cảm, mặc dù đã chia tay, nhưng tôi cũng không thể không cứu chứ. Tôi cũng không phải không cứu cô ấy. Anh thấy đồng hồ đếm ngược tử vong trên đầu cô ấy.
Phải không? Điều đó không chứng minh, chúng ta còn có một ngày. Chúng ta hãy chính thức làm quen. Xin chào, tôi tên là Vương Thi Như. Trần Tiêu. Cô nói, chúng ta nên cứu như thế nào? Anh biết, cô ấy sống ở đâu không? Alo, Hiểu Ly. Tức chết mất, hôm nay tôi gặp Trần Tiêu, thằng ghê tởm đó, không những có người mới luôn, mà còn nguyền rủa tôi không sống qua ngày mai. Tức đến nỗi tôi lên đó, tôi bốp, tát cho hắn một cái bạt tai. Loại đàn ông này, chính là phải bị đánh. Cậu không biết đâu, hôm nay anh ta như một kẻ điên. Đầu óc anh ta, không biết có phải bị lừa đá không? Có lẽ là không chịu nổi đả kích chia tay, cũng không nhìn xem mình là cái gì, làm sao xứng đáng với Mộng Tuyết nhà ta. Tôi thấy A Kiệt còn hơn anh ta 100 lần, đại mỹ nữ ngày mai phải nắm bắt thật tốt đó. Anh không hứng thú với A Kiệt, không hứng thú với A Kiệt à? Vậy cậu có phải thích anh chàng soái ca ở công ty cậu không? Thôi không nói với cậu nữa, em mai còn việc phải dậy sớm. Tôi đi tắm đây, gặp lại ngày mai, tạm biệt. Lâm Mộng Tuyết sống trong khu này, anh không phải thấy số đếm ngược trên đầu cô ấy à? Điều đó không phải nghĩa là cô ấy sẽ gặp chuyện ngày mai. Tối nay chắc chắn là an toàn, hôm nay an toàn thì đã sao? Không biết cô ấy sẽ gặp chuyện gì vào ngày mai, chúng ta cũng không thể cứu được. Tôi nghĩ ra một cách. Cách gì? Thay đổi lịch trình của cô ấy vào ngày mai, có thể thay đổi vận mệnh của cô ấy. Giống như tôi không lên chuyến bay đó, tôi sẽ không chết. Nhưng nếu tôi lên chuyến bay đó, tôi sẽ chết. Nếu cô ấy thay đổi hành trình ngày mai của mình, thì cô ấy sẽ không chết. Có lý đấy, nhưng sau khi hai người chia tay, cô ấy sẽ không nói cho anh biết lịch trình ngày mai của cô ấy đâu. Tôi có cách. Lâm Mộng Tuyết có một người bạn thân tên là Tiểu Lý. Họ luôn ở cùng nhau. Hiểu Ly chắc chắn biết Lâm Mộng Tuyết ngày mai sẽ làm gì. Vậy, anh biết Hiểu Ly ở đâu không? Tất nhiên. Không ngờ, bạn thân của người yêu cũ, anh đều biết rõ như vậy. Anh không lẽ là, tôi không có, đừng có nói lung tung nha. Tôi chỉ đùa thôi mà, có gì mà phải nổi giận chứ. Đi thôi. Làm gì đấy, rất xin lỗi, đã làm phiền cô vào lúc này, chúng tôi đến tìm cô có việc. Ban ngày nguyền rủa Mộng Tuyết, buổi tối, lại dẫn người mới đến tìm tôi, anh làm thế này là để cứu vãn, lòng tự trọng đáng thương của mình à, chúng tôi chỉ muốn hỏi về, lịch trình của Mộng Tuyết ngày mai, anh có người mới rồi, vẫn không quên được người cũ à? Trần Tiêu, anh thật không biết xấu hổ, Mộng Tuyết đi đâu, không phải chuyện của anh, tôi nói này, anh đã chia tay rồi, sau này đừng dính líu đến Mộng Tuyết nữa. Hiểu Ly, cô hiểu nhầm rồi, tôi và Thi Nhu chỉ mới quen nhau hôm nay, không phải người yêu. Tôi hỏi Mộng Tuyết ngày mai đi đâu, không phải để quay lại với cô ấy, mà là để cứu mạng cô ấy. Đủ rồi, anh nghĩ lý do kém cỏi của anh có thể lừa được tôi không? Anh nghĩ rằng tôi không biết đàn ông các anh nghĩ gì sao? Tôi không quan tâm anh thật sự điên hay giả điên. Cuộc sống của Mộng Tuyết sau này không liên quan gì đến anh cả. Ngoài ra, sau này đừng tới quấy rối tôi nữa. Hiểu Ly, cô là bạn thân nhất của Mộng Tuyết. Bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu cô ấy. Cô nhất định phải nói cho tôi biết Mộng Tuyết sẽ đi đâu vào ngày mai. Tôi đúng là bạn thân nhất của Mộng Tuyết, và tôi thực sự biết cô ấy sẽ đi đâu vào ngày mai. Nhưng mà tại sao tôi phải nói với anh chứ? Tránh ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Hiểu Ly, chỉ cần cô chịu nói, tiền này sẽ là của cô. Có tiền là hay lắm mà, ai biết được các người có ý định làm hại Mộng Tuyết hay không. Tôi sẽ không phản bội cô ấy. Mộng Tuyết, nhưng cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Cô nghĩ rằng tôi không phải là người như vậy. Tôi, xem ra, họ thực sự là chị em thân thiết. Trần Tiêu, thôi biểu qua đi. Tại sao các người cứ muốn biết lịch trình của Mộng Tuyết vào ngày mai? Cô chỉ cần biết, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy. Không được, Mộng Tuyết là bạn thân nhất của tôi mà. Phải trả thêm tiền, cô. Ngày mai à, chúng tôi sẽ đi picnic ở Hồ Thiên Long. Cô không có số trên đầu, cô cũng đi à? Số nào? Tất nhiên tôi sẽ đi, nhưng không phải đi cùng Mộng Tuyết. Lâm Mộng Tuyết đi thế nào? Cô ấy, cùng đồng nghiệp của mình, A Kiệt, đi chung. Tôi nói với các người, bây giờ A Kiệt theo đuổi Mộng Tuyết, theo đuổi mạnh lắm đấy. Giúp tôi một việc. Việc gì? Ngày mai đi picnic, đừng để Mộng Tuyết đi.
Nhất là, đừng để cô ấy đi xe của A Kiệt. Làm sao được, chuyện đã hẹn làm sao có thể hủy bỏ được. Trần Tiêu, anh nghe nói A Kiệt theo đuổi Mộng Tuyết. Ghen đấy à, anh không sợ bạn gái hiện tại của mình tức giận à? Chỉ cần cô có thể ngăn cản Lâm Mộng Tuyết đi picnic, số tiền này sẽ là của cô. Vậy thì xem như đã thỏa thuận. Dù cô có tiền cũng không nên phung phí như vậy. Đối phó với những cô gái thích kim, dùng tiền là cách đơn giản và thô bạo nhất. Nhưng Lâm Mộng Tuyết không liên quan gì đến cô cả. Cô chi tiêu như vậy để cứu cô ấy, có đáng không? Nếu cô ấy chết, anh chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chủ yếu là, anh là người đã cứu mạng tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm đến anh được? Cô hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức để cứu người, không liên quan đến việc cô ấy có phải là bạn gái cũ của tôi hay không. Vậy thì tôi cũng vậy. Không biết lần này có thành công không? Có thành công không, ngày mai chẳng phải sẽ biết sao? Alo, Hiểu Ly. Sao lúc này còn gọi điện cho tôi vậy? Mộng Tuyết, đừng nói là tôi không đủ tốt với cậu. Tôi đã giúp cậu hẹn được với thần tượng của cậu. Ngày mai đi xem phim cùng cậu. Thật ư? Nhưng không phải đã hẹn ngày mai đi picnic sao? Mộng Tuyết, cậu sao lại không rõ ràng nhỉ? Nếu thần tượng của cậu biết, cậu đi picnic bằng xe của A Kiệt, anh ấy sẽ nghĩ sao? Nghe tôi, ngày mai đi xem phim. Được, vậy tôi nghe cậu. Thế cậu sớm nghỉ ngơi nhé. Cố gắng ngày mai làm cho thần tượng của cậu phải quỳ gối dưới váy của cậu. Tạm biệt. Alo, Mộng Tuyết, cô đã sẵn sàng chưa? Cái đớt A Kiệt, hôm qua quá muộn nên quên không nói với anh. Hôm nay tôi có việc không thể đi được. Không phải chứ, tôi đã đến dưới nhà cô rồi. Thực sự xin lỗi, tôi thực sự có việc không thể đi được. Lần sau nhé, lần sau nhất định. Vậy được, lần sau không được hủy hẹn nữa đâu nhé. Được, tạm biệt. Yeah. A Kiệt một mình rời đi, có vẻ như Hiểu Ly đã thuyết phục được Lâm Mộng Tuyết. Hôm nay không đi dã ngoại nữa, như vậy số phận đã thay đổi. Vậy cô ấy hôm nay có phải sẽ không chết không? Có lẽ vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an tâm. Đúng rồi, anh vừa rồi, có thấy trên đầu A Kiệt, có con số đếm ngược không? Chết tiệt, tôi quên mất chuyện đó rồi, lúc nãy cách một chiếc xe nên không thấy. Không sao, có lẽ anh ấy không sao đâu. Nam Thần. Xin chào, người dùng bạn gọi tạm thời không thể nhận cuộc gọi. Chết tiệt, Hiểu Ly. Hiểu Ly gọi đến. Nhanh nghe. Alo, Hiểu Ly, Trần Tiêu, A Kiệt bị tai nạn xe và đã chết. Cái gì? A Kiệt đã chết, Mộng Tuyết nếu hôm nay đi xe của anh ấy, hôm nay chết chắc, may mà tôi nghe lời các người hôm qua. Không đúng, tại sao hôm qua các người nhất định phải bảo tôi ngăn cản Mộng Tuyết đi xe của A Kiệt? Tôi thấy Mộng Tuyết hôm nay sẽ chết. Đủ rồi, Trần Tiêu, anh nói cho tôi biết, tai nạn xe của A Kiệt có phải do anh gây ra không? Không phải tôi, Hiểu Ly, nếu tôi biết A Kiệt hôm nay sẽ chết, tôi nhất định sẽ ngăn cản anh ấy. Trần Tiêu, chắc chắn là anh không muốn A Kiệt theo đuổi Mộng Tuyết. Cái chết của anh ấy chắc chắn có liên quan đến anh. Tôi. A Kiệt đã chết, tôi làm sao không nghĩ đến việc nhìn anh ta một cái? Giá như tôi nhìn anh ta một cái, tôi nhất định sẽ tìm cách ngăn cản anh ta. Điều này cũng không thể trách anh được. Anh cũng không phải biết tất cả mọi thứ. Ít nhất thì, chúng ta đã phá vỡ được số phận của Lâm Mộng Tuyết chết trong tai nạn xe cộ, phải không? Chúng ta đi xem số đếm ngược của cô ấy đã biến mất chưa? Đi thôi. Hiểu Ly đang làm gì thế? Sao mình liên lạc không được với nam thần của mình? Tại sao điện thoại của cậu không liên lạc được? Cậu đang làm gì vậy? Biết thế đi dã ngoại rồi.
đồ lót của mình đâu. Ai đấy? Lại là các người à? Tôi không chào đón các người ở đây. À, chúng tôi chỉ đến để nhìn cô một cái. Cô không sao thì tốt. Anh có chuyện, cả nhà anh có chuyện. Tôi bảo anh này, Trần Tiêu, chúng ta đã chia tay rồi. Xin anh đừng đến quấy rối tôi nữa. Không. Bộ đếm ngược trên đầu cô không biến mất. Nó đã trở thành không? Làm sao có thể, chúng ta đã thay đổi được số phận của cô ấy. Cô ấy đã không đi picnic nữa. Vậy tại sao trên đầu vẫn còn đếm ngược? Tôi cũng không biết, Trần Tiêu, đừng giả bộ trước mặt tôi. Picnic là do anh ngăn cản, anh rảnh rỗi không có việc gì làm. Cố ý làm tôi khó chịu phải không? Mộng Tuyết, tôi thấy hôm nay cô sẽ gặp tai nạn mất mạng, nên tôi tìm hiểu ly ngăn cô đi picnic. Chúng tôi đều là, vì tốt cho cô, để ngăn cô gặp tai nạn xe cộ, điện giật, ngã chết, chết đuối, bị cửa kẹp chết. Hôm nay cô phải ở bên cạnh tôi, đừng ra ngoài tương đương. Anh đang mơ mộng gì vậy? Để khiến tôi ở bên anh nguyền rủa tôi chết phải không? Anh thật là ghê tởm. Tôi ghê tởm, Lâm Mộng Tuyết, nếu không phải vì cứu cô, tôi ăn no rồi thèm đến tìm cô à? Thế thì anh cứ đi đi, gặp được anh, thật sự là xui xẻo cả đời. Tôi thấy anh, ngày nào cũng nguyền rủa tôi chết, tại sao anh không chết đi? Anh, Trần Tiêu, cả hai đều bình tĩnh lại đi. Lâm Mộng Tuyết, Trần Tiêu thực sự không có nguyền rủa cô. A Kiệt đã chết trong tai nạn xe, nếu không phải Trần Tiêu, có lẽ cô cũng mất mạng rồi. Cái gì, A Kiệt chết rồi, đúng, Hiểu Ly vừa gọi điện cho tôi biết kế hoạch hôm nay của cô, là đi picnic bằng xe của A Kiệt. Tôi tưởng rằng ngăn cản cô và A Kiệt ra ngoài cùng nhau, có thể thay đổi số phận cái chết của cô. Không ngờ, bộ đếm thời gian cái chết trên đầu cô, vẫn chưa biến mất. Anh không lừa được tôi không tin A Kiệt chết trong tai nạn xe, tôi thấy anh chỉ muốn lợi dụng tôi thôi, tôi nói cho các người. Không đời nào, không tin tôi có thể gọi cho Hiểu Ly mà. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cô. Qua hôm nay, chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi thấy anh đã bắt tay với Hiểu Ly rồi đúng không? Điện thoại của cô ấy cũng không liên lạc được. Trần Tiêu, tôi không quan tâm anh đang tính kế gì. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không cho các người vào đâu. Lâm Mộng Tuyết, cô có gì đáng để tôi tính kế chứ? Tính kế tiền của cô, thân xác của cô, tôi cần sao? Trần Tiêu, các người cút đi cho tôi. Lâm Mộng Tuyết, Trần Tiêu thực sự thấy được bộ đếm thời gian đếm ngược cái chết của cô. Chúng tôi thực sự là muốn cứu cô mà. Thế kỷ 21 rồi, vứt bỏ trò bịp mộng đi, lừa ai chứ? Mau đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy. Cô phải tin chúng tôi. Buông tay ra đi. Mộng Tuyết, mở cửa ra. Nếu không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Trần Tiêu, thôi đi, nếu cô ấy thực sự gọi cảnh sát, chúng ta càng không có cách nào. Hay là chúng ta xuống lầu chờ cô ấy, chỉ cần cô ấy không ra ngoài, thì có lẽ là an toàn. Đi thôi. Hai người hãy bình tĩnh lại. Lâm Mộng Tuyết, Trần Tiêu, anh ấy thực sự không nguyền rủa cô. A Kiệt đã chết trong một tai nạn xe hơi, nếu không phải vì Trần Tiêu, có lẽ cô cũng không sống sót. Alo, xin hỏi A Kiệt ở đây không? Con trai tôi, A Kiệt, đã chết rồi. Hiểu Ly vừa gọi điện cho tôi biết rồi, hôm nay cô dự định sẽ cùng A Kiệt ra ngoài, đi dã ngoại. Tôi đã nghĩ ngăn cô và A Kiệt cùng nhau ra ngoài, có thể thay đổi số mệnh cái chết của cô. Không ngờ, đếm ngược cái chết trên đầu cô, vẫn chưa biến mất. Họ nói có thể là thật. Chẳng lẽ hôm nay tôi thực sự sẽ chết? Lừa dối, tất cả là lừa dối. Họ cố tình lừa dối tôi. Mộng Tuyết, tôi thấy cô hôm nay sẽ gặp nạn chết người, nên tôi đã tìm Hiểu Ly để ngăn cản cô đi dã ngoại. Chúng tôi đều vì lợi ích của cô, để ngăn chặn cô gặp tai nạn xe, bị điện giật, ngã chết, chết đuối. Hôm nay cô phải ở cùng tôi, không được ra ngoài. Đây là camera giám sát ẩn tôi tặng cô có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Video giám sát trong phòng ngủ, Hiểu Ly,
Cậu làm cái này để làm gì vậy? Để ngăn nam nhân của cậu lén lút với phụ nữ khác ở nhà. Đi đi. Chỉ cần chúng ta ở đây canh gác một ngày, cô ấy không ra ngoài, thì sẽ không chết, phải không? Thật sự có dễ dàng như vậy không? Nhưng cũng không có cách nào khác, nếu chúng ta báo cảnh sát cũng không tin. Đúng rồi, hay là chúng ta mỗi nửa giờ, lên lầu gõ cửa một cái, chỉ có thể làm vậy thôi. Người vừa nãy có vẻ không ổn. Có chuyện gì vậy? Không nói được. Chỉ là ánh mắt của anh ta. Ánh mắt, rắc rối rồi, có chuyện gì? Lâm Mộng Tuyết. Lâm Mộng Tuyết, mở cửa. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Có chuyện gì vậy? Người mặc áo đen trong thang máy vừa nãy, có thể đã giết Lâm Mộng Tuyết. Cái gì? Alo, 110, tôi muốn báo cảnh sát. Một vụ án mạng ở Thiên Nhũ Hoa Viên. Vụ án chúng tôi đã điều tra rõ, hung thủ giết Lâm Mộng Tuyết, chúng tôi cũng đã bắt giữ. Về việc anh nói, thấy bộ đếm ngược tử vong trên đầu Lâm Mộng Tuyết, bác sĩ tâm lý phán đoán, là do anh tưởng tượng ra trong tình trạng căng thẳng cao độ. Được rồi, ký tên đi, ký tên rồi anh cứ về nhà. Tôi thật ngốc, rõ ràng biết cô ấy sẽ gặp tai nạn, nhưng tôi chỉ có thể nhìn cô ấy chết. Tôi thật là phế vật. Điều này không liên quan đến anh. Có lẽ, anh thấy được đếm ngược đến cái chết của cô ấy. Số phận của cô ấy đã được định đoạt. Dù chúng ta cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi kết cục. Nếu tất cả đều là số phận, ông trời, tại sao lại để tôi thấy đếm ngược đến cái chết này? Cô biết không, cảm giác biết trước cái chết, nhưng lại bất lực thế nào, đau khổ thế nào sao? Tôi biết. Nhìn sinh mệnh trôi qua trước mắt, cảm giác bất lực đó, rất khó chịu. Tôi cũng vậy, nhưng sau này anh sẽ không còn thế nữa. Tôi sẽ luôn ở bên anh. Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy? Bởi vì, ân tình cứu mạng, tiểu nữ không biết báo đáp như thế nào. Chỉ có, lấy thân báo đáp. Đến, hôm nay chúng ta cùng say một trận, quên đi tất cả mọi lo âu. Cạn. Tôi chỉ là một phế vật, tốt nghiệp 5 năm, một thành tựu nào cũng không có. Bị bạn gái bỏ, bị sếp sa thải, cuối cùng ông trời cho tôi siêu năng lực này. Nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi cũng vậy. Tốt nghiệp 5 năm, dù công ty lên sàn, sở hữu hàng tỷ tài sản, nhưng vẫn bị chồng tổn thương, bị bạn thân phản bội, cuộc sống vẫn là một mớ bỏng bong. Cô kết hôn rồi, ly hôn, bây giờ là giai đoạn nghĩ suy trước khi ly hôn, vài ngày nữa sẽ nhận giấy ly hôn. Làm sao vậy, anh có ý kiến à? Không. Cạn ly. Chúc cho ngày mai. Sao lại thế này? Trần Tiêu Anh sao vậy? Chết, đếm ngược thời gian tử vong. Cái gì? Trên đầu cô thực sự có con số. Chuyện này có thể đùa được sao? Tôi không đùa, trên đầu cô thực sự có đếm ngược thời gian tử vong. Mấy? 3. Nghĩa là, đại biểu, sau 3 ngày, tôi sẽ chết. Điều này không thể nào. Chắc chắn tôi đã say, thấy ảo giác mất rồi. Tôi chỉ cần ngủ thêm một giấc là được. Trần Tiêu. Tôi biết đây không phải ảo giác. Thi Như, tôi sẽ không để cô chết đâu. Nhưng tại sao vậy? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tôi rõ ràng đã làm rất nhiều việc tốt. Hồi nhỏ tôi có một tuổi thơ không hạnh phúc, lớn lên lại gặp phải chồng. Bây giờ tôi cuối cùng cũng ly hôn. Giờ tôi lại sắp chết vì tai nạn, phải không? Điều đó tại sao vậy? Chúng ta còn 3 ngày nữa,
chúng ta có thể cùng nhau thay đổi số mệnh. Có tôi ở bên cạnh cô sẽ không chết. Vô ích, số mệnh không thể thay đổi được. Giống như Lâm Mộng Tuyết, chúng ta đã thay đổi lịch trình của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không tránh khỏi số mệnh tử vong. Lâm Mộng Tuyết bị ám sát, chúng ta khác biệt, có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô. Ám sát. 3 ngày sau, là kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh ấy. Vợ ơi, em còn nhớ núi Bản Long không? Nhớ, đó là nơi chúng ta đã hứa hẹn với nhau. Anh muốn vào ngày kỷ niệm, lạo đến một lần, có được không, vợ yêu? Không ngờ anh lại nhớ, kỷ niệm ngày cưới nhỉ, anh thề từ giờ anh sẽ không bao giờ cá độ nữa. Không bao giờ lăng nhăng với phụ nữ khác, anh sẽ chỉ yêu mình em một lòng một dạ. Ngoài ra, anh đã chuẩn bị một món quà cho em. Sẽ được tặng vào ngày kỷ niệm cưới, anh còn cơ hội không? Em thấy anh còn cơ hội không? Hóa ra là anh ấy muốn giết tôi. Ai muốn giết cô, tôi không chắc. Dù sao bây giờ tôi sẽ không chết. Tôi đi xem thử, Thi Như đừng hấp tấp, không phải còn 3 ngày nữa sao? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, cô sẽ không chết đâu, vô ích thôi, số phận không thể thay đổi. Khi anh thấy nó bắt đầu đếm ngược, dù tôi có cố gắng thế nào, dù có tránh được một lần nguy hiểm, vẫn không thể thay đổi, kết cục tôi chết sau 3 ngày, không đúng. Trên máy bay tôi đã thay đổi số phận của cô rồi, vậy anh trên máy bay, có thấy bộ đếm ngược tử vong của tôi không? Trên đầu cô không có số nào, cô sẽ sống sót qua đêm nay, cô tin lời tôi nói đúng không? Vậy thì, tôi phải quay lại để xác nhận, có phải anh ta muốn giết tôi không? Thi Như. Mặc kệ ông trời. Thi Như. Tôi nhất định sẽ tìm cho cô, cách thay đổi số phận, thư ký Triều, giúp tôi điều tra, tất cả lịch trình của Dương Thiên Chí, càng chi tiết càng tốt. Tôi không đùa đâu, trên đầu cô thực sự có bộ đếm ngược tử vong, bao nhiêu? Điều đó có nghĩa là, sau 3 ngày tôi sẽ chết. 3 ngày sau, là kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh ấy. Alo, thư ký Triều, Vương Tổng, chồng cô, Dương Thiên Chí, trong nửa tháng qua, chúng tôi đã tìm được dấu vết hoạt động của anh ấy. Nói đi, Vương Tổng, Dương Thiên Chí trong nửa tháng gần đây, đã đến sòng bạc dưới lòng đất 12 lần, nhưng 5 ngày trước, anh ấy bắt đầu thường xuyên đến hai nơi khác. Là núi Bản Long, phải không? Đúng, chính là núi Bản Long. Vương Tổng làm sao biết, anh ấy đã đi đến đó 4 lần trong 5 ngày này. Và là một mình anh ấy đi, anh ấy còn đi đâu nữa? Một văn phòng luật sư, anh ấy đã đến đó 3 lần, anh ấy tìm tư vấn. Tư vấn, tư vấn cái gì? Nói đi, tư vấn về vấn đề thừa kế tài sản của vợ chồng. Dương Thiên Chí, anh định giết tôi à? Anh muốn thừa kế tài sản của tôi à? Dương Thiên Chí, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Lần này may mắn có anh giúp đỡ, luật sư Lưu, Dương Tiên Sinh, không có gì, người thừa kế đầu tiên của tài sản vợ chồng, vốn dĩ nên là vợ chồng của nhau. Tôi chỉ cung cấp một số tư vấn pháp luật. Lúc đó sẽ liên lạc với anh. Tốt, liên lạc bất cứ lúc nào. Alo, Hổ Gia, xin ông hãy cho tôi thêm vài ngày nữa. Tiền của sòng bạc tôi chắc chắn sẽ trả hết. Cho anh cơ hội cuối cùng, nếu không trả tiền, tôi sẽ giết anh. Vâng, tôi chắc chắn sẽ trả hết. Xin ông yên tâm. Trên đây là tất cả tài liệu cần thiết để thừa kế tài sản của vợ chồng. Hôm nay, chuyến bay số 8633 của Southern Airlines. Trong quá trình bay đã gặp bão lốc, đáng tiếc đã rơi, tất cả mọi người đều thiệt mạng. Southern Airlines 8633 đã rơi. Vương Tổng, ông tìm tôi. Chuyến bay mà Thi Như đi có phải là 8633 không? Dương Tổng, xin giữ máy chút. Chuyến bay mà Vương Tổng đi chính là Southern Airlines 8633. Chuyến bay này đã rơi, Vương Tổng cô ấy. Cô chắc chứ, tôi chắc chắn, tôi đã xem tin tức, kiểm tra ngay lập tức, thông tin đặt vé của Vương Tổng.
Điện thoại của Vương Tổng cũng không liên lạc được. Bây giờ tôi đang chuẩn bị đến sân bay. Tôi đi cùng cô. Vương Thi Như, cuối cùng cô cũng chết rồi. Thật là may mắn cho tôi. Không, phải bình tĩnh lại. Xác nhận lại một lần nữa. Số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể liên lạc được. Thật may mắn cho tôi. Vương Thi Như, cô chết thật tốt. Cô chết thì tôi không cần phải ra tay. Tất cả của cô, tiền của cô đều là của tôi. Alo. Thi Như. Dương Thiên Chí, anh gọi điện cho tôi làm gì? Anh nghe nói chuyến bay của em gặp nạn. Anh chỉ là lo lắng cho em. Tôi ổn vì một số tình huống bất ngờ. Tôi đã xuống máy bay. Bây giờ tôi đang ở đồn cảnh sát để ghi lời khai. Anh nghe em ổn, anh cảm thấy yên tâm rồi. Tôi rất tốt, anh đừng lo. Tôi đang ghi chép ở đây, nói chuyện sau. À, cái đó, chờ một chút, đợi em bận xong, anh dẫn em đi leo núi. Thư giãn một chút nhé. Vương Thi Như, tất cả đều do cô ép tôi. Vợ ơi, anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài chạy nghiệp vụ, vừa kịp quay về. Thật sao? Anh đã sửa đổi rồi, hàng ngày ra ngoài chạy nghiệp vụ. Vợ, anh gọt táo cho em ăn nhé. Không đi đánh bạc nữa, anh đã thề, sau này sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Anh đã sửa đổi rồi. Vợ ơi, chúng ta hãy làm lành như xưa. Không ly hôn nữa được không? Hôm trước tôi nghe nói anh đã đi đến núi Bản Long. Không phải hẹn tôi 3 ngày sau đi sao? Sao anh lại đi trước thế? Anh không phải muốn tạo bất ngờ cho em sao? Chuẩn bị trước một chút, cần gì phải chuẩn bị trước 4 lần cho một bất ngờ? Làm sao em biết? Trả lời tôi, anh chỉ đảm bảo, bất ngờ hoàn hảo diễn ra. Nên mới đi luyện tập trước, lỡ có chuyện gì bất ngờ, làm hỏng việc, sợ em lại không vui. Bất ngờ của anh là bị dọa chết hả? Anh đi luyện tập, sao lại đẩy tôi xuống? Vợ ơi, sao anh không hiểu em đang nói gì? Không hiểu, anh đang nghĩ gì trong lòng? Chính anh cũng không biết sao, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Vợ ơi, em bình tĩnh lại đã, ăn một quả táo đi, tôi muốn anh nói sự thật. Anh có phải lên kế hoạch 3 ngày sau, ngày 14 kỷ niệm ngày cưới, để tôi xuống từ núi Bản Long không? Vợ ơi, làm sao anh có thể nghĩ được ý định điên rồ đó? Để thừa kế tài sản của em, là phải giết em trước khi ly hôn à? Vợ ơi! Anh yêu em như thế, làm sao em có thể nghĩ như vậy? Em thực sự làm tổn thương anh, vậy anh hãy nói cho tôi biết, ngày 7, 9, 11, anh đã đi đâu? Anh đi chạy nghiệp vụ, vẫn còn chối cãi. Có lẽ tôi cần nhắc nhở anh một chút. Số 48, đường Thiên Minh, văn phòng luật sư Lưu. Em làm sao biết? Anh đến tư vấn về vấn đề thừa kế tài sản. Sau cái chết bất ngờ của vợ chồng, xin hỏi anh muốn thừa kế tài sản của ai? Cô cử người theo dõi tôi. Anh có phải định, trong ngày kỷ niệm ngày cưới, giết tôi rồi thừa kế tài sản của tôi không? Đừng có vu khống tôi ở đây. Tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Ảo tưởng của tôi? Đúng, Dương Thiên Chí, anh chính là một con bạch nhãn lang. Tôi cho anh bao nhiêu tiền, tôi lại mỗi lần tha thứ cho anh. Còn anh thì sao? Ngược lại muốn sát hại tôi. Cô định làm gì, Dương Thiên Chí? Anh không phải muốn giết tôi sao? Tôi nói cho anh, tôi sẽ không đến núi Bản Long đâu. Nếu có gan thì giết tôi bây giờ đi. Vậy thì sao? Cô rõ ràng rất giàu có. Tại sao cô lại muốn ly hôn với tôi? Tại sao không giúp tôi trả nợ? Cuối cùng cũng thừa nhận, anh muốn giết tôi, vậy thì sao? Cô đi báo cảnh sát đi, cô có bằng chứng không? Tất cả là do cô. Tại sao cô không giúp tôi trả nợ? Cô biết cảm giác bị đòi nợ hàng ngày, khổ sở như thế nào không? Anh không phải đã hứa sẽ không bao giờ đánh bạc nữa sao? Anh không có tiền là do anh đáng đời. Tôi không đánh bạc làm sao gỡ gạc. Vợ ơi, tôi xin em, giúp tôi lần này nữa. Chỉ cần trả hết nợ. Em muốn gì tôi cũng đồng ý, được không? Anh mơ đi. Vợ ơi, tôi xin em đấy, giúp tôi lần cuối. Nếu không giúp,
họ sẽ giết tôi. Giúp tôi lần này, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Được không? Anh còn mặt mũi nào không? Anh muốn giết tôi, còn đòi tôi muốn tiền. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không cho anh một đồng nào. Đừng ép tôi ép anh thế nào? Có gan thì anh động thủ ngay bây giờ đi. Tại sao cô không chết đi? Tại sao cô lại xuống máy bay? Tại sao? Anh không phải muốn tôi chết sao? Vậy thì anh động thủ đi, là cô ép tôi. Động thủ đi, nếu tôi chết anh cũng đừng mong sống. Dương Thiên Chí, anh không phải muốn tôi chết sao? Không phải muốn thừa kế tài sản của tôi sao? Vậy thì anh động thủ đi, anh có phải là đàn ông không? Nếu anh không dám động thủ, thì cút đi cho tôi. Chúng ta chưa xong. Alo, luật sư Lưu. Tôi muốn tư vấn thêm một vấn đề. Không vấn đề, tôi đợi anh ở văn phòng luật. Tốt. Vương Thi Như. Cô cái đồ ích kỷ này. Đều do cô ép tôi. Nếu cô chết cũng đừng trách tôi. Trần Tiêu, Thi Như, tôi đã tìm thấy rồi. Tôi đã tìm thấy manh mối để thay đổi số phận. Trần Tiêu, manh mối gì? Tôi tìm trên mạng, 20 năm trước có một vị đại sư, sở hữu khả năng giống như tôi. Chúng ta cùng đi tìm ông ấy. Được. Tối quá, sao ở đây không thấy một người nào? Đây là ngôi làng Tiền Môn, cao nhân đó nói rằng đã chán ghét hồng trần, ẩn mình ở nơi này chỉ cần tìm thấy ông ấy, cô chắc chắn sẽ không sao. Số 81 làng Tiền Môn, chúng ta đã tìm thấy, tuyệt quá, đi thôi. Hay là chúng ta quay về thôi, không sao, đó chỉ là một con mèo đen. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Có ai ở đây không? Trương Đại Sư, ông ở nhà không? Trần Tiêu, sao lại không có một bóng đèn nào vậy? Các người tìm tôi à? Thầy Trương, là ông phải không? Cậu là Trần Tiêu, cô là Vương Thi Như. Ngồi. Đại sư, làm sao ông biết chúng tôi? Dù tôi sống ẩn dật ở đây, nhưng không phải biệt lập với thế giới. Tôi thấy tin tức trên mạng, nói rằng vài ngày trước có một vụ tai nạn máy bay. Các người là những người sống sót duy nhất. Đại sư thực sự theo kịp thời đại. Nói về khả năng siêu nhiên của cậu đi. Ông biết tôi có khả năng siêu nhiên. Trên tin tức có đấy. Nói đi. Đại sư, một năm trước, tôi mắc một căn bệnh nặng. Khi tỉnh dậy, tôi có thể thấy những người sắp chết, con số đếm ngược trên đầu họ. Con số nào là biểu thị cho tuổi thọ còn lại của họ? Lớn nhất là 3, nhỏ nhất là 0, trên đầu là 0, có nghĩa là họ chắc chắn sẽ không sống qua đêm nay. Không ngoại lệ. Nếu tôi không nhầm, anh có thể thấy cô gái này, số trên đỉnh đầu. Trương Đại sư, làm sao ông biết, tôi không chỉ có thể thấy số trên đầu cô ấy, và tôi còn biết, số trên đầu cô ấy là 3, nghĩa là, cô ấy chỉ còn 3 ngày nữa. Thực sự ông có thể thấy, đại sư, chỉ cần ông cứu tôi, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng trả, tiền bạc là vật ngoài thân, tôi không cần, nhưng, hai người tìm đến đây, có nghĩa là chúng ta có duyên. Đúng, duyên phận. Trương đại sư, xin ông vì duyên phận, giúp cô ấy một lần, cô ấy là người tốt. Thiên đạo 50, thiên dương 49, ứng với một biến số, là sự biến đổi. Đại sư, ông đang nói gì vậy? Chúng tôi sao không hiểu? Nói cách khác, những gì cậu thấy, bộ đếm ngược tử vong là số phận không thể trái. Nhưng, thiên lại để lại một con đường sống, một con đường sống. Xin đại sư chỉ cho chúng tôi, con đường sống là gì? Muốn thay đổi số phận, cách duy nhất là, xin ông giúp tôi thay đổi số phận. Số phận của cô, tôi không thể thay đổi, tôi chỉ có thể chỉ cho cô cách, cụ thể làm thế nào, phải dựa vào chính cô, xin ông chỉ cho tôi, cách thay đổi số phận này, khó không?
Không khó. Nếu sử dụng phương pháp này, thực sự có thể thay đổi số phận của người có bộ đếm ngược trên đầu, số phận của con người. Nhưng cái giá phải trả là cậu sẽ mất đi khả năng siêu nhiên này. Xin hãy cho chúng tôi biết phương pháp thay đổi số phận người mà cậu thấy sẽ chết, thời gian chết của họ không phù hợp với số trên đầu, số phận sẽ thay đổi. Đại sư, ông có thể nói đơn giản hơn không? Nói cách khác, nếu số trên đầu họ là 3 và họ chết trước thời hạn, số phận của tất cả mọi người sẽ thay đổi. Có nghĩa là đếm ngược cái chết của tôi là 3, nếu tôi chết trước sẽ thay đổi số phận của đếm ngược này. Cô gái này thật sự thông minh. Nhưng điều này có ý nghĩa gì? Tôi muốn cứu cô ấy, chứ không phải để cô ấy chết sớm, không phải bắt cô ấy phải chết. Chỉ cần là người có số trên đầu, bất kỳ ai chết, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi số phận trái với thiên. Ông nói là chỉ cần có người chết trước, số phận của thi như cũng có thể thay đổi. Đúng. Không thể nào, con người là ích kỷ, làm sao có người sẵn lòng hy sinh mình, ngoại trừ tự sát. Còn có giết người. Không được, giết người là phạm pháp. Đại sư, còn cách nào khác không? Cách duy nhất là thế này, không còn cách nào khác. Thì như, chắc chắn còn cách khác. Chẳng hạn, chúng ta có thể thay đổi lịch trình. Ví dụ, chúng ta tìm một nơi an toàn. Tiểu tử, những điều cậu nói, tôi đã thử qua hết, nhưng không thể thay đổi số mệnh. Đừng cố gắng nữa, bộ đếm thời gian về không, cô ấy vẫn không thể tránh khỏi. Trần Tiêu, chúng ta hãy bỏ cuộc đi. Không thể nào. Còn 3 ngày nữa, tôi không thể bỏ cuộc. Chắc chắn còn có cách khác. Cạn lời rồi, mọi người hãy về đi. Trương Đại Sư, số mệnh của ông đã thay đổi. Chắc chắn ông còn cách khác. Tôi xin ông đây, hãy nói cho tôi biết. Nếu tôi có thể thay đổi số mệnh, làm sao tôi lại nhìn thấy những con số trên đầu? Nếu tôi có thể thay đổi số mệnh, làm sao tôi lại tự tách mình ra ở nơi hoang vu này? Không còn cách nào khác. Các người hãy về đi. Trương Đại Sư. Trương. Số mệnh khó cưỡng. Kể từ khi không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận. Anh cũng đừng vất vả nữa. Thì như, cô không thể tự bỏ cuộc. Chỉ cần còn một chút hy vọng, chúng ta phải thử. Hãy thử, làm sao để thử, bảo tôi đi giết người à? Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Cô không phải đi điều tra nguyên nhân cái chết của mình à? Thế nào rồi? Là chồng cũ của tôi, Dương Thiên Chí. Làm sao có thể? Cô là vợ anh ta. Tại sao anh ta lại hại cô? Anh ta, người đó, chính là kẻ bại hoại, nghiện cờ bạc. Anh ta còn có một đống nợ cờ bạc. Chỉ vì tôi muốn ly hôn với anh ta. Anh ta nghĩ đây là cơ hội cuối cùng có thể giết tôi, để thừa kế tài sản của tôi. Kẻ không bằng súc vật này. Tôi nhất định phải khiến anh ta trả giá. Thôi, anh ta không đáng để tôi lãng phí thời gian. Tôi còn 3 ngày cuối cùng. Tôi muốn trong 3 ngày này sống thả phanh. Thực ra, tôi chẳng muốn chết tí nào. Tôi còn trẻ như vậy, tôi đã kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi cũng đã chịu đựng nhiều khổ sở, tôi chẳng được hưởng thụ gì cả. Tôi... tôi sẽ không để cô chết đâu, Trần Tiêu. Tôi rất may mắn, có thể gặp anh vào những phút cuối cùng, quen biết anh. Anh hứa với tôi, nhất định không được giết người. Được. Tôi hứa với cô. Trần Tiêu, ngày mai tôi muốn đi đến núi Bản Long, anh có thể đi cùng tôi không? Được. Thi Như, tôi là Trần Tiêu, tôi đã đến, cô xuống đi. Trần Tiêu, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là anh lên đây nghỉ một lát đi. Được. Thi Như, sao cô không đóng cửa lại vậy? Cô cứ bận trước đi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Ở phía đó. Vợ ơi,
anh đến đây làm gì? Chỗ này không chào đón anh. Hơn nữa tôi cũng không phải là vợ anh. Cô chính là vợ tôi. Tôi nói lần nữa, tôi không phải là vợ anh. Đừng gọi tôi là vợ nữa. Vợ à, đừng giận nữa. Hôm qua là lỗi của tôi. Chuyện hôm qua, anh không cần giải thích với tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Cần gì phải làm mình mất mặt như vậy? Anh mau cút cho tôi. Cô bình tĩnh lại đã. Tôi không đi. Anh ta là ai? Anh là chồng cũ của Thi Như. Anh sắp chết rồi, đi chỗ khác mà chơi. Chính anh sắp chết đấy. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi? Anh thực sự sắp chết rồi. Tôi thấy rồi, bộ đếm ngược cái chết của anh. Cái đếm ngược rắc rối gì thế? Tôi hỏi anh là ai? Anh buông ra. Vợ ơi, anh ta là ai vậy? Tôi nói với anh một lần nữa, tôi không phải là vợ anh. Và anh ta là ai, liên quan gì đến anh? Không liên quan gì tới tôi. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô chưa lấy được giấy ly hôn, tôi vẫn là chồng cô. Nói cho tôi biết, hai người cô, cuối cùng là quan hệ gì? Không liên quan gì đến anh. Anh nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tôi nói này, tại sao cô lại vội vàng thế ly hôn với tôi? Hóa ra, cô đã sớm có người mới. Anh Giang, anh hiểu lầm rồi. Đang lừa dối à? Dám làm mà không dám nhận à? Giang Thiên Hy, anh cái kẻ tồi tệ này. Tôi không rời bỏ anh, còn ở lại để đón năm mới à? Đúng, tôi thật sự thích anh ấy. Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm lần, ngàn lần. Anh hài lòng chưa? Cô im miệng lại cho tôi. Cô luận đàn bà này, dám đội lên đầu tôi chiếc mũ xanh. Tôi nói cô biết, kết thúc, nếu không thì, chia cho tôi một nửa tài sản. Nếu không, tôi sẽ kể mối quan hệ của cả hai người, cho tất cả mọi người biết, để cô bại danh vong thân. Anh Giang, anh có tiền nhưng cũng chẳng có mạng để tiêu. Đếm ngược thời gian chết của anh là một, anh sẽ chết vào ngày mai. Anh còn dám mắng tôi. Trần Tiêu, trên đầu anh ấy có thật là đếm ngược thời gian chết không? Đúng, là một, ít hơn cô một ngày. Cô sẽ chết ngày kia, anh ta sẽ chết vào ngày mai. Tên phế vật này, cướp người yêu của tôi. Anh còn dám mắng tôi. Tin hay không tôi khiến anh hôm nay gặp Diêm Vương. Tôi không nguyền rủa anh. Anh thật sự không sống qua ngày mai. Tôi đánh chết anh, tên phế vật này. Giang Thiên Hy, anh dừng tay lại đi. Cô còn dám bảo vệ hắn. Muốn đánh thì đánh tôi. Thi Như, được lắm. Hai người thật dũng cảm. Dám ngoại tình ngay tại nhà mình. Tôi nói cho cô biết, đây được coi là ngoại tình trong hôn nhân. Tôi sẽ tìm luật sư. Tôi sẽ kiện chết các người. Các người cứ chờ đấy. Trần Tiêu, anh không sao chứ? Không sao. Thi Như, cô còn nhớ thầy Trương nói về nghịch thiên thay đổi số mệnh không? Không phải bắt anh ấy phải chết, cho người xuất hiện đếm ngược cái chết. Chết trước thời hạn, mọi người đều sẽ nghịch thiên thay đổi số mệnh. Đúng vậy. Anh ta có số 1 trên đầu. Điều đó nghĩa là anh ta không sống qua ngày mai. Chỉ cần tôi khiến anh ta chết bây giờ, tôi có thể giúp cô nghịch thiên thay đổi số mệnh. Không, không được. Giết người là phạm pháp, anh sẽ đi tù. Dù sao anh ta cũng sẽ chết, ít nhất cũng có thể cứu cô. Không được, nếu phải dùng mạng của anh để đổi lấy mạng của tôi tuyệt đối không đồng ý. Nhưng mà tôi đã hỏi luật sư của mình rồi, ngoại tình trong hôn nhân cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Hãy chờ mà xem, chúng ta sẽ ra tòa. Tùy anh không có bằng chứng tôi xem anh làm sao kiện tôi. Ồ, tôi bảo cô này, Vương Thi Như, cô là tổng giám đốc nổi tiếng của Trịnh Thành. Không muốn bị phá sản, mất uy tín, thì hãy đưa tôi 30 triệu, chỉ cần cho tôi 30 triệu. Tôi nhận được tiền, lập tức sẽ ly hôn với cô, chắc chắn, không quấy rối cô nữa. Được, tôi đồng ý với anh, nhưng mà, tôi có một điều kiện. Điều kiện gì, chỉ cần anh đồng ý, đừng nói là 30 triệu. 1 tỷ tôi cũng có thể cho anh. Thật không? 1 tỷ, được, cô nói đi, tôi đồng ý với mọi điều, anh bây giờ. Lập tức nhảy xuống từ đó. Tôi sẽ lập tức đưa tiền cho anh. Cô dám lừa tôi. Đợi đấy, sự nghiệp của cô sẽ sụp đổ. Thi Như, anh Giang, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ. Dù sao anh cũng không sống qua ngày mai. Sớm hay muộn cũng phải chết. Không bằng nhận 1 tỷ, còn để lại cho người thân của anh. Cút đi, anh sẽ chết, cả gia đình anh cũng sẽ chết. Nếu anh không dám thì, hãy rời khỏi đây đi. Cô dám chửi tôi, Vương Thi Như. 30 triệu, không thể thiếu một xu. Nếu không, chúng ta ai cũng không sống yên. Giang Thiên Hy, anh thật là kẻ tồi tệ, không biết cha mẹ anh kiếp trước đã làm nên tội gì mới sinh ra được một đứa không bằng lợn chó, một kẻ xấu như anh, sao không chết đi? Cô dám chửi tôi chửi anh thì sao? Anh tồi tệ như cứt, còn không cho tôi chửi à? Cô, người phụ nữ này, làm tôi mọc sừng, còn dám chửi tôi, anh dừng lại ngay. Tôi sẽ giết cô trước,
nhất định phải giết cô. Thả ra. Cô hãy chết đi, thả ra. Tôi nói cho anh biết, tôi là người lớn lên trong sự sợ hãi, là một người đàn ông, hãy đâm tôi ở đây này. Đến đây, anh thực sự nghĩ tôi không dám. Đến đây, Trần Tiêu, anh nhanh chóng bỏ dao xuống. Là một người đàn ông thì hãy đâm vào đây, nếu không tôi sẽ giết anh. À. Anh, làm sao anh dám? Trần Tiêu, anh quá bốc đồng, giết anh ta, anh cũng sẽ bị xử tử. Thi Như, con số đã biến mất, bộ đếm ngược đã kết thúc. Thi Như, tôi đã thành công thay đổi số mệnh cho cô. Trần Tiêu, anh tưởng anh là ai? Anh có quyền gì để lựa chọn thay tôi? Nếu cả đời này sống trong hối hận, thì tôi thà chết còn hơn. Tôi chỉ muốn cứu cô mà thôi. Trần Tiêu, anh sao lại ngốc thế này? Nếu phải dùng mạng của anh để đổi lấy mạng của tôi, thì tôi sống còn ý nghĩa gì? Trần Tiêu, anh mau bỏ dao xuống, đâm vào đây này, mau lên, anh thật sự nghĩ tôi không dám sao? Mau lên, nếu là đàn ông, đâm vào đây này, hãy làm đi, anh mau bỏ dao xuống. Trần Tiêu, anh mau bỏ dao xuống. Còn không giữ vững được dao là đàn ông gì, đủ rồi, Giang Thiên Hy không phải chỉ 30 triệu thôi sao? Chỉ cần anh sống sót qua ngày mai, tôi sẽ lập tức chuyển cho anh. Đã hứa, nếu ngày kia, 30 triệu không vào tài khoản. Tôi sẽ không bỏ qua cho cả hai người. Tôi không phải là anh, lời tôi nói có giá. Được. Tôi sẽ tin cô một lần nữa. Đừng để tôi thất vọng. Anh đi đi. Hẹn gặp lại ngày kia. Thi Như, cô không sao chứ? Trần Tiêu, hãy hứa với tôi, sau này không được hành động bốc đồng. Nếu anh giết anh ta chúng ta phải làm sao? Nếu không giết anh ta, cô làm sao sống được, mỗi người đều có lúc phải chết. Tôi chỉ là, chết sớm hơn mà thôi, có thể gặp được anh trong đời này. Tôi đã rất vui, còn có vài ngày để chuẩn bị, tôi đã mãn nguyện. Tôi xin lỗi. Là tôi vô dụng. Đây không phải lỗi của anh. Anh đã làm rất nhiều cho tôi rồi. Hơn nữa, anh còn nói cho tôi biết, tên phế vật kia, ngày anh ta sẽ chết, tôi có thể sống thêm một ngày so với anh ta. Tôi thật sự rất may mắn. Được rồi, không nói về những điều đó nữa, anh đi dạo với tôi một chút nhé. Được. À. Ông Hổ. Người họ Giang. Tiền đâu, tiền, ông Hổ, cho tôi thêm 2 ngày. Tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi. Xin ông, hừ. 2 ngày nữa rồi lại 2 ngày, cậu đang giỡn tôi à? Không, hừ, chỉ có hôm nay thôi. Hoặc là trả tiền, hoặc là cắt tay. Xin tha mạng, đừng cắt tay tôi. Ông Hổ, vậy là phải trả tiền rồi. Tiền đâu? Tiền. Ông Hổ, hôm nay tôi thực sự không có tiền. Nhóc con. Cậu còn dám lừa tôi à? À, cái tay này của cậu, có phải cậu không muốn giữ nữa không? Tôi có tiền. Tiền đâu, tiền về nhà vợ tôi có bí mật của cô ấy. Ngày kia cô ấy sẽ cho tôi 30 triệu, tôi không thể đợi đến ngày kia, phải ngày mai, nếu không, tôi sẽ cắt một cánh tay của cậu. Ông Hổ, tôi không có tiền vào ngày mai đâu, he he, không có tiền thì lấy cánh tay của cậu để đổi. Tôi nói với cậu, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Vâng, ông Hổ, đi thôi. Vương Thi Như, tất cả tại cô. Anh chính là sát thủ hạng vàng Sàng Biểu. Anh muốn giết ai? Giết vợ tôi, hừ. Đây là ảnh của cô ấy, nhìn cho rõ. Tiền đâu? Đây là 50.000, sau khi việc xong, tôi sẽ đưa thêm 50.000 nữa, hừ.
Việc này, tôi nhận, đây là con đường cô ấy phải đi qua khi ra khỏi nhà. Làm việc phải thật sạch sẽ, gọn gàng, không để lại người sống. Tôi chưa bao giờ thất bại. Tốt, tôi chờ tin tốt từ anh. May mà chưa ly hôn, Vương Thi Như, tất cả đều do cô ép tôi. Ban đầu cô chỉ cần đưa tôi 30 triệu là được. Cô cứ yên tâm đợi cô chết đi, tôi sẽ dùng tiền của cô sống thật vui vẻ. He he, ôi, Vương Thi Như, tất cả đều do cô ép tôi. Ông hổ, ông cứ yên tâm. Cô gái nhìn cũng khá xinh đẹp, thật là đáng tiếc, cô đã lên sổ sinh tử của Sang Biểu tôi rồi, ông. Tiền này ngay lập tức. Ừm. Ông chủ. Alo. Họ Giang, cậu nói đi chứ, nếu hôm nay cậu không trả tiền, cậu sẽ chết chắc. Tôi đi đây, công việc chưa làm xong, người thuê đã chết trước. Xui xẻo. Alo, thư ký, anh Giang, Giang Thiên Hy đã chết. Tình hình cụ thể là gì? Chết vì tai nạn xe hơi. Theo điều tra, Giang Thiên Hy vừa thuê một tài xế xe tải. Với mục đích gì? Giết cô, không ngờ vừa xuống xe đã bị đâm chết. Thật là xứng đáng, quả là đáng đời. Hừ, không ngờ Giang Thiên Hy người này, lại muốn thuê người đâm chết tôi. Anh ta lại bị xe đâm chết trước xứng đáng mà. Anh ta chết là do nhiều ác nghiệp tự đưa đến. Anh ta đã chết thế giới này cũng ít đi một tai họa. Không nói về anh ta nữa. Anh thấy trên đầu anh ta đếm ngược thời gian chết. Anh ta chết hôm nay cũng là điều tất yếu. Đúng rồi Trần Tiêu, đếm ngược thời gian chết của tôi bây giờ. Phải là một phải không? Ừ, là một, tôi sẽ chết vào ngày mai. May mà người kia đã đi trước tôi một bước. Thi Như chúng ta vẫn còn cơ hội, giờ người duy nhất có đếm ngược đã chết. Không còn cơ hội nữa, chúng ta quay về thôi. Bây giờ tôi đã nhìn nhận rõ ràng. Trần Tiêu, hôm nay là ngày cuối cùng tôi sống. Tôi vẫn muốn vui vẻ một chút có được không? Được. Thi Như, cô biết không, tôi đã yêu cô rồi. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn cô chết được? Cô không thể chết, tôi không thể để cô chết. Dừng xe. Trần Tiêu, có chuyện gì vậy? Cô nhìn người kia kìa, tôi thấy số đếm ngược trên đầu cô ấy. Là không, cô ấy còn nhỏ như vậy, sắp phải mất mạng hôm nay sao? Thật đáng tiếc, à, tôi muốn kiểm chứng lại một lần nữa. Trần Tiêu vô ích thôi, thầy đã nói, chỉ có một cách duy nhất. Thi Như, biết đâu được, biết đâu thành công. Tôi không muốn cô chết, chúng ta thử một lần nữa nha. Thi Như, được. Cô gái, cô làm gì thế? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không quen biết anh, sao tôi phải nói cho anh? Cô nói cho tôi biết bao nhiêu tuổi đi, 18, được chưa? Cô có phải bị bệnh gì nguy hiểm không? Cô định làm gì thế? Cô biết không, hôm nay cô sẽ chết. Hôm nay tôi sẽ chết. Làm sao anh biết? Tôi biết thôi. Anh biết cả điều đó, anh là thầy bói à? Tôi không phải thầy bói. Mà, không đúng, làm sao cô biết mình sẽ chết? Cô bị bệnh gì nguy hiểm không? Không, tôi không, cô nói cho tôi. Cô, này, Trần Tiêu, cô gái, xin lỗi. Trần Tiêu, anh làm thế sẽ làm người ta sợ đấy. Không, không sao, dù sao hôm nay tôi cũng sẽ chết. Cái gì, cô biết cô sẽ chết, tôi đối với thế giới này đã không còn gì để lưu luyến nữa. Cô định tự tử à? Này! Cô định tự tử, tại sao? Sao anh có nhiều câu hỏi thế? Thay vì hỏi, anh nói cho tôi. Làm sao anh biết hôm nay tôi sẽ chết? Tôi xem, thôi, nói cho cô cũng không tin đâu. Anh chưa nói, làm sao biết tôi không tin? Chuyện là thế này, cô gái xinh đẹp. Anh ấy có thể nhìn thấy số trên đầu người sắp chết. Anh ấy thấy số trên đầu cô là không. Vì vậy đến ngăn cản, muốn cứu cô. Cô hiểu chưa? Cô cứ nói tôi là người xem tướng mạo đi. Giờ đến lượt cô, tại sao cô muốn tự tử? Bạn trai tôi ngoại tình. Bạn trai tôi đã lừa dối tôi. Chỉ vì chuyện này cô muốn tự tử sao? Vì một người đàn ông mà muốn tự tử, không đáng. Anh ta ngoại tình chứng tỏ anh ta không xứng với cô. Đúng vậy,
các người không hiểu, làm sao chúng tôi không hiểu, tôi cũng mới ly hôn, cuộc sống của chúng ta, không phải chỉ vì đàn ông. Cô nghĩ về bố mẹ cô y, nếu cô chết, họ sẽ buồn biết bao, bố mẹ khi tôi 6 tuổi, đã chết trong một tai nạn xe. Ừ, cô vẫn còn, ông bà, ngoại, chú bác, họ cũng đã chết. Ngoài tình thân, không phải còn có tình bạn sao, cô có thể đi ăn, shopping, xem phim, người ngoại tình với bạn trai tôi, chính là bạn thân của tôi. Ừ, cuộc sống một mình, cũng có thể rất tuyệt vời mà, hơn nữa cô còn trẻ vẫn còn có thể đi học, sau khi đi làm kiếm được tiền, muốn làm gì thì làm, đúng vậy, tôi bỏ học từ khi học trung học, đi làm nhưng không ai thuê, không trả nổi tiền thuê nhà, chủ nhà đuổi tôi ra ngoài, cô nói xem, cuộc sống như thế, sống còn ý nghĩa gì? Thực ra chỉ cần sống là còn vô hạn khả năng, chẳng hạn như tôi, còn sống cũng là một ước mơ xa xỉ. Cô không biết tôi ghen tị với cô biết bao nhiêu, chị gái, chị bị bệnh hiểm nghèo à, cũng gần như vậy. Như thế này, tôi có một công ty, ngày mai cô đến làm việc nhé. Thế à, nhưng tôi chẳng biết gì cả, cô còn trẻ, không biết thì có thể học. Ờ, hôm nay cô được nhận rồi, lương tính từ hôm nay, dù sao cô cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa, được không? Được. Tuyệt lắm, dê, này, Trần Tiêu, làm thế này có hiệu quả không? Không thử sao biết được, ừm. Này cô bé, cô tên là gì? Nha nha, tôi tên Thi Như, anh ấy tên là Trần Tiêu, ồ. Nha nha, hôm nay anh chị sẽ đưa cô đi một nơi. Vui quá, nào, đi thôi, này, đi thôi. Tại sao chúng ta lại đến khách sạn? Bởi vì tôi muốn thay đổi số phận. Trước 12 giờ đêm nay, ba chúng ta, không ai được rời khỏi phòng này. Tôi không tin là tai nạn lại xảy ra. Đợi đến 12 giờ. Tại sao? Bởi vì trên đầu các cô đều có đếm ngược, một người chết vào ngày mai. Để thay đổi số mệnh cái chết của các cô, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chị gái đã tìm cho tôi một công việc, tôi đã hứa sẽ không tự tử, tại sao hôm nay lại chết? Hơn nữa chị Thi Như, tại sao ngày mai sẽ chết? Tôi có siêu năng lực, tôi có thể thấy thời gian chết của một người. Hôm nay tôi thấy số trên đầu cô là không, vì vậy tôi ngăn cản cô. Số trên đầu là không, nghĩa là hôm nay chắc chắn sẽ chết. Chỉ sau 12 giờ, tôi mới có thể chắc chắn rằng đã cứu được cô. Vì vậy ba chúng ta hôm nay sẽ ở lại đây cho đến 12 giờ đêm. Thật hay giả vậy, điều này không khoa học chút nào. Nha nha, anh ấy nói thật đấy. Dù sao đi nữa, ở đây không ai sẽ làm hại cô. Sau 12 giờ, chúng ta sẽ có thể sống cuộc sống mới. Được thôi, dù sao tôi cũng không còn gì để mất nữa. Các người muốn làm gì thì làm. Được, vậy tôi đi kiểm tra các biện pháp an toàn. Ừ, được. Bây giờ không còn rủi ro gì nữa chứ? Ồ, đúng rồi, hôm nay ai gõ cửa, cũng không được mở. Đúng, như vậy thì chẳng có gì phải lo. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, thầy Trương cũng không đến nỗi tự sát ở cửa làng. À, cái đếm ngược mà các người nhắc đến, sao tôi không thấy? Anh trai không phải đang ảo giác chứ? Thực ra lần đầu tiên anh ấy nói, tôi cũng không tin, anh ấy nói máy bay sẽ rơi. Kiên quyết kêu phi công ngừng bay, suýt nữa bị cảnh sát bắt nhưng mà... Không lâu sau, chiếc máy bay đó thực sự gặp nạn. Chỉ có mình tôi và anh ấy sống sót, tôi thấy trên đầu có đồng hồ đếm ngược, và số là không, ngoại trừ cô, những người khác đều đã chết. Anh, tôi chỉ cần ở đây thôi, đừng làm tôi sợ, không sao đâu. Mới 8 giờ, thời gian dài như vậy, sao mới qua nửa tiếng? Sao vậy, cô muốn làm gì, tôi muốn đi vệ sinh. À, thì tôi đi cùng cô. Ồ, hay là Thi Như đi cùng cô, tôi, không, không cần đâu, tôi một mình cũng được, nhưng...
Trần Tiêu, cô ấy còn nhỏ, cô ấy sẽ xấu hổ mà. Anh cũng quá lo lắng rồi. Tôi không phải lo lắng lắm sao? Thi Như, nếu ngày kia cô không sao, những ngày sau đó, cô định làm gì vậy? Ừ, tôi chưa nghĩ ra, đợi sau ngày kia rồi tính. Còn anh? Tôi cũng chưa nghĩ. Thực ra, tôi đã viết xong bản di chúc rồi. Một phần tài sản của tôi sẽ được quyên góp, một phần cho gia đình. Tôi cũng để lại một phần cho anh. Nếu tôi thực sự không qua khỏi, thì anh đừng nói nữa. Nhà nhà đâu có sao, chỉ cần chịu đựng thêm vài giờ nữa, số phận của chúng ta sẽ thay đổi. Ừ. Nha Nha đi vệ sinh đã một lúc lâu rồi, sao không thấy tiếng động? Tôi đi xem thử, được. Nha nha cô đã ổn chưa? Nha nha. À. Có chuyện gì vậy? Thi Như, cô sao vậy? Nha nha đâu? Tại sao? Cô đã hứa với chúng tôi là sẽ không tự tử, tại sao vẫn làm như vậy? Anh trai, chị gái, cảm ơn các người, khi tôi muốn tự tử, các người đã cố gắng cứu tôi, còn cho tôi công việc, tôi thực sự rất muốn mạnh mẽ sống tiếp, nhưng anh ấy lại đến tìm tôi, gửi cho tôi một số ảnh của chúng tôi trên giường. Anh ấy đã đe dọa tôi thực sự rất đau lòng. Thế giới này mang lại quá nhiều đau khổ cho tôi. Tôi thực sự không có lại được dũng khí để tiếp tục sống. Cảm ơn anh chị, đã cho tôi hơi ấm cuối cùng. Các người đều là người tốt, hy vọng chị gái có thể thoát khỏi số phận, và sống hạnh phúc với anh trai. Nha Nha mới 18 tuổi, tên này, tại sao anh ta lại như vậy? Tôi nhất định phải khiến anh ta trả giá. Trần Tiêu, đây là di thư của tôi, trong đó cũng có phần của anh. Đợi khi tôi chết, anh nhớ đưa nó cho gia đình tôi. Tôi không muốn. Cô sẽ không chết đâu. Cô nhất định sẽ không chết, Trần Tiêu. Đây chính là số phận, tôi không tin. Nhất định còn có cách. Cảm ơn anh, đã để tôi gặp được phiên bản tốt nhất của anh. Trong những giây phút cuối cùng này. Đếm ngược. Thi Như, Trần Tiêu, sao anh lại là vậy? Tôi thấy được bộ đếm ngược của mình rồi. Đến lúc này rồi, anh đùa tôi cái gì vậy? Tôi không đùa. Con số của tôi là 1. Sao lại thế được? Cả đời tôi thật là vô dụng, chết cũng chẳng đáng tiếc. Chỉ là hơi có lỗi với mẹ tôi. Bà ấy hàng ngày mong chờ tôi lấy vợ. Tiếc là không còn cơ hội nữa. Thi Như, giúp tôi một việc, giả vờ làm bạn gái tôi một ngày. Tôi muốn mẹ tôi vui vẻ. Tôi không giả vờ. Tôi là bạn gái của anh. Mẹ, con trai trở về rồi. Ôi, con trai tôi trở về rồi. Cô gái này là... Mẹ, đây là con dâu mẹ đã tìm. Chào gì? Ôi, cô gái này trông thật xinh đẹp. Thằng nhóc này, về mà không nói một tiếng. Ôi cháu gái, nhanh vào đi. Mẹ, con có mắt nhìn đấy chứ. Tốt lắm, quá tốt luôn. Con trai à,
dẫn bạn gái về, cũng không nói một tiếng với mẹ. Nhà này à, chưa dọn dẹp gì cả. Gì, nhà chúng ta chẳng hề lộn xộn. Thật tốt. Cháu gái, cháu tên là gì? Gì à, cháu tên là Vương Thi Như. Thi Như. Tên này thật là hay. Nhìn là biết, chắc chắn là người có học thức đặt tên. Thi Như à, nếu Trần Tiêu không tốt với cháu, cứ nói với ta, dì sẽ giáo huấn nó cho. Dì á, Trần Tiêu đâu dám, Trần Tiêu đối xử với cháu rất tốt. Thi Như à, Trần Tiêu, nó hơi ngốc một chút. Mẹ, nếu nó làm gì không đúng, cháu phải kiên nhẫn hơn. Dì cứ yên tâm, Trần Tiêu thật sự tốt với con lắm, vậy thì tốt. Ôi, các con đói rồi phải không? Mẹ sẽ đi nấu cơm cho các con. Dì ơi, con giúp dì nhé. Không cần đâu, cứ ngồi nghỉ đi. Thi Như, cảm ơn cô. Sao lại lịch sự với tôi như vậy? Làm sao, anh không coi tôi là bạn gái nữa à? Giá như mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy. Thi Như à, dì ạ, dì chỉ biết làm mấy món ăn gia đình thôi. Con đừng để ý nhé. Dì ơi, những món dì làm đều rất ngon. Thật không? Thật tốt quá, được rồi, mẹ. Chúng con còn việc vào buổi chiều, nên sẽ đi trước đây. Việc của các con quan trọng hơn, vậy các con đi làm đi nhé. Mẹ ơi, những năm qua con đã dành dụm được ít tiền, mẹ cầm lấy này. Ôi, mẹ không thiếu tiền đâu. Số tiền này con giữ lại tự tiêu đi, con tiêu tiền nhiều lắm. Số tiền này mẹ giữ giúp con, để dành cho việc kết hôn. Đứa con này của mẹ, vậy thì mẹ sẽ giữ hộ trước. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Ôi đứa con trai hư này, nhanh lên, đứng dậy đi. Sao lại quỳ xuống thế kia? Con trai, hôm nay con có vẻ lạ lạ. Có gì lạ đâu ạ, chỉ là con có bạn gái mới, vui thôi mà. Thật à? Nếu có chuyện gì, con đừng giấu mẹ nhé. Thi Như, hôm nay thực sự không có chuyện gì à? Gì, gì xem. Chúng con không phải đang ổn sao? Thực sự không có việc gì. Không có việc gì thì tốt. Được rồi, mẹ. Con đi đây, được, vậy con đi nhanh nhé, khi nào rảnh thì phải thường xuyên về nhà đấy. Vâng, mẹ, khi nào có thời gian chúng con sẽ về. Tạm biệt dì. Đi đường cẩn thận, dì cứ yên tâm đi. Mẹ không cần tiễn đâu, về đi mẹ. Thi Như, cô có muốn đi đâu không? Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi. Có thể sẽ chết ở đâu đó. Tôi không đi đâu cả. Chỉ muốn ở bên cạnh anh. Có thể. Cô sẽ không chết. Trần Tiêu, anh định làm gì? Tôi không muốn cô chết. Tôi muốn thay đổi số phận cho cô. Không được, anh đã làm rất nhiều cho tôi rồi. Nếu có chết cũng phải là tôi. Con số trên đầu cô là không. Cô chết sẽ không thay đổi được gì cả. Chỉ có tôi mới. Không được, nếu anh muốn chết sớm để thay đổi số phận của tôi cũng không sống một mình được. Không, lại là đếm ngược. Trần Tiêu anh lại thấy gì? Họ đều có bộ đếm ngược trên đầu, và tất cả đều là không. Thôi nào, chúng ta không thể thay đổi được gì. Thì như, họ đều xuất hiện số không trên đầu cùng một lúc, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng chúng ta biết làm gì bây giờ? Chúng ta còn không cứu nổi bản thân mình. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đi theo xem sao. Chuyện khác sau này hãy bàn. Được. Dừng lại, hai người không phải của xưởng chúng tôi đúng không? Thời gian đếm ngược trên đầu bảo vệ cũng là không. Chú ơi, xưởng của chú làm gì vậy? Là xưởng hóa chất à, các người làm nghề gì? Các người đến đây cuối cùng là muốn làm gì? Chú ơi, chúng tôi có thể vào xem không? Không được, không phải người của xưởng, không được phép vào, vậy chúng tôi sẽ đứng ngoài cổng nhìn. Ông chủ ơi, ông chủ, cổng có hai người đến, trông lén lút, không giống người tốt, ông có muốn đến xem không? Ồ, được. Nhiều quá, tất cả đều là không, chuyện lớn rồi, gì cơ? Nhiều người như vậy đều là, đúng vậy. Nó biểu thị, hôm nay họ đều sẽ chết ở đây. Đây là nhà máy hóa chất. Chẳng lẽ? Chú, nhà máy của các chú có bao nhiêu người? Khoảng hơn 1.000 người đấy. Các người định làm gì vậy? Chú,
hôm nay nhà máy của các chú có thể sẽ xảy ra vụ nổ lớn. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Ôi giời ơi, chính anh sẽ chết. Đen đủi, chú gọi ông chủ của chú ra đây. Tôi muốn nói chuyện với ông chủ. Mấy người còn muốn gặp ông chủ của chúng tôi nữa. Nhà máy chúng tôi không chào đón hai người đâu. Cút ngay đi, chú. Chúng tôi thực sự có việc muốn nói với ông chủ. Nếu không gặp được, chúng tôi sẽ không đi. Ồ, cô gái trẻ này xinh đẹp thế. Sao lại không biết lý lẽ thế này? Chú, không phải chúng tôi không lý lẽ, mà là nhà máy hóa chất này hôm nay thực sự sắp xảy ra vụ nổ lớn. Có nhiều nhân viên như vậy, tôi không thể ngồi yên không làm gì. Này cậu bé, tôi thấy cậu chỉ muốn lừa đảo tiền thôi. Lão già này đã canh cổng hàng chục năm rồi, không cảnh tượng nào là lão chưa từng thấy. Hôm nay tôi ở đây, cả hai người đều không thể vào được. Chú thấy chúng tôi có giống người lừa đảo tiền không? Ôi, tôi nói này, chú sao cứng đầu thế nhỉ? Chúng tôi rảnh rỗi không có việc gì, lại đến tìm chú cho vui, thế nào? Cậu nói gọi điện cho lãnh đạo thế nào sao cơ? Cậu này, cậu muốn đấu một trận với lão già này à? Tôi bảo cậu này, lão già này tôi đã từng tập luyện. Chú, bình tĩnh trước đã, chúng tôi không cần gặp ông chủ, chỉ cần có số điện thoại của ông chủ là được. Còn muốn số điện thoại của lãnh đạo chúng tôi nữa à? Không có cửa, nói cho cả hai biết. Cút ngay đi, bảo vệ, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Thì cứ báo đi, cậu không báo tôi báo. Chú, đang làm gì vậy? Chú Quang, sao lại làm lớn chuyện lên thế? Hai người này là ai vậy? Tổng giám đốc Sơn, cuối cùng ông cũng đến. Hai người này đang gây rối ở cổng nhà máy. Gây rối à? Tổng giám đốc Sơn, trông có vẻ là người quản lý. Hai người họ ồn ào, nói rằng nhà máy hóa chất sắp nổ. Dù đuổi thế nào họ cũng không đi. Gì cơ? À, Tổng giám đốc Sơn, chúng tôi không phải đến để gây rối. Chúng tôi đến để gặp ông chủ nhà máy hóa chất. Tôi là ông chủ, hai người có điều gì muốn nói? Tôi là ông chủ, nếu có việc gì thì nói thẳng. Tuyệt vời! Ông chủ Sơn, nhà máy của các ông hôm nay sẽ xảy ra một vụ nổ lớn. Mọi người trong nhà máy sẽ chết. Anh nhanh chóng kêu nhân viên, sơ tán khỏi khu vực nhà máy. Tôi phản đối. Chính anh mới nổ, anh bị bệnh à? Bảo hai người đó rời đi cho tôi. Vâng, ông chủ Sơn, ông không thể đi. Nghe tôi nói này, ông chủ Sơn, tôi nói với hai người này. Hôm nay tôi ở đây, nếu các người muốn vào nhà máy, phải qua tôi trước. Có vẻ, chỉ còn cách dùng sức mạnh. Các người muốn làm gì thế? Hai tên nhóc, dám nguyền rủa nhà máy hóa chất sẽ nổ. Tôi mở nhà máy hàng chục năm nay, hàng năm đều an toàn. Hai tên nhóc. Alo, ông Ma, hôm nay khi anh kiểm tra an toàn, có phát hiện ra vấn đề nào không? Ông chủ Sơn, làm sao có thể có vấn đề được? Chúng tôi làm việc, ông còn không yên tâm sao? Không phải tôi không tin tưởng anh. Anh không biết đâu, hôm nay khi tôi ra ngoài, gặp phải hai đứa nhóc, cứ nói nhà máy của chúng tôi sẽ xảy ra vụ nổ. Nói bừa bãi, ông chủ Sơn, ông cũng tin lời đó sao? Có lẽ chỉ là đến gây rối thôi. Tôi cũng nghĩ hai đứa đó đến tìm chuyện mà thôi. Nhưng mà, anh Ma à, các anh vẫn nên kiểm tra an toàn thêm hai lần nữa. Đừng bỏ qua bất kỳ sơ sót nào, nghe thấy không? Vâng. Hai đứa nhóc. Ông chủ Sơn. Ôi chao, tôi đi đây, hai đứa này, làm sao mà vào đây được vậy? Chưa xong à, chủ tịch Sơn, anh nhất định phải tin tôi, nhà máy hóa chất thật sự sẽ nổ. Nếu không sơ tán thì sẽ muộn. Tôi vừa hỏi qua bộ phận an ninh. Hãy mở to mắt và nhìn cho rõ. Tôi mở nhà máy hàng chục năm nay. Hàng năm đều là mẫu mực an toàn, đừng nói đến chuyện nổ, ngay cả một chút rò rỉ cũng không có. Bây giờ đừng nói nhiều, lập tức đi ngay, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, nhà máy này bất cứ lúc nào cũng có thể nổ. Hàng nghìn mạng người đấy, ông chịu trách nhiệm được không? Cô nghĩ cô là ai? Chỉ với một câu nói của hai người, tôi phải sơ tán toàn bộ nhà máy. Hàng nghìn nhân viên, thiệt hại gây ra hai người đền được không? Tôi chỉ hỏi ông, tiền bạc quan trọng hay mạng người quan trọng? Nếu một người chết, tiền đó đã tiêu vào đâu? Đừng có lảm nhảm với tôi. À, tôi nói cho các người biết. Không có bằng chứng, bây giờ cút khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Sao lại là chuyện bằng chứng nữa? Đúng, chúng tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi nói nhà máy hóa chất này sẽ nổ. Nó chắc chắn sẽ nổ. Nếu không sơ tán, ông sẽ hối không kịp. Tôi hối cái đầu cậu ấy. Tôi bảo này, cậu nhóc, không có bằng chứng, lập tức cút khỏi đây đi. Nếu không tôi gọi bảo vệ bây giờ. Bảo vệ, cậu. Ông chủ Sơn, chúng tôi có bằng chứng. Máy bay rơi hôm kia, chuyến bay China 8633 chính là bằng chứng. Đừng có lảm nhảm với tôi, tai nạn máy bay có liên quan gì đến vụ nổ nhà máy? Có liên quan, bởi vì chúng tôi chính là hai người sống sót duy nhất của chuyến bay China 8633.
các người sống hay chết, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Á, vẫn câu nói đó, không có một chút bằng chứng nào. Lập tức ra khỏi đây cho tôi, đừng có nói luyên thuyên, ông có phải là ngốc không? Nếu không phải vì tôi dự đoán trước được, chiếc máy bay đó sẽ gặp nạn, chúng tôi cũng không thể xuất hiện trước mặt ông. Đúng vậy, bây giờ ông cũng giống như những người trên chiếc máy bay đó. Đừng có lừa tôi. Làm sao cậu có thể dự đoán chiếc máy bay sẽ gặp nạn? Chẳng lẽ, chuyện này là do cậu làm? Tôi bảo bạn này, chuyện hôm đó, và chuyện hôm nay y hệt nhau. Tôi không rảnh để nói chuyện với ông. Bây giờ ông phải lập tức gọi mọi người sơ tán. Ngay lập tức, thế nào, cậu còn dám chỉ đạo tôi? Bây giờ, không có bằng chứng, không ai được phép rời đi. Ôi chao, tôi đi đây. Cả hai người im lặng cho tôi. Mở to mắt ra mà xem cho rõ đây này. Tôi là Tổng Giám đốc Vương Thu Như của Tập đoàn Vương. Nhà máy của các ông sắp nổ rồi, lập tức tổ chức sơ tán. Chẳng lẽ cô chính là người sở hữu tài sản hàng tỷ? Tổng Giám đốc phụ nữ xinh đẹp nhất Vân Châu, Vương Thi Như. Sao chứ, tôi có phải không? Tôi phải cho ông xem giấy phép kinh doanh mới tin à? Không cần, nhưng mà Tổng Vương, dù là cô đến đây, tôi cũng không thể không có bằng chứng. Mà sơ tán nhân viên đi được, chứ đừng nói việc chịu lỗ hàng triệu, nếu gây ra ý kiến trái chiều xã hội, thì nhà máy của tôi xong đời, giờ tôi không tranh cãi với ông, nhà máy của ông sắp nổ rồi, đó là hàng nghìn mạng người đấy, nếu có chuyện gì xảy ra ông chịu trách nhiệm được không? Nếu không sơ tán ngay, mọi người sẽ chết, ông có thể gánh vác trách nhiệm này không? Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lo liệu, nếu nhà máy không nổ tất cả thiệt hại, tôi sẽ bồi thường cho ông. Ông chủ Sơn ạ, lời đã nói đến mức này rồi. Ông còn lo lắng cái gì nữa? Chẳng lẽ ông nghĩ chúng tôi làm bừa để làm ông vui? Nếu không phải vì hàng nghìn mạng người, chúng tôi cũng không quản lý chuyện này đâu. Tôi... Alo, anh Ma, ông chủ Sơn. Có vấn đề với dây chuyền sản xuất của nhà máy. Một đường dây cao áp bị đứt, nhưng... bộ phận an toàn của chúng tôi đang tích cực sửa chữa. Cái gì, anh Ma? Đừng sửa nữa, ngay bây giờ, ngay lập tức. Sắp xếp cho tất cả nhân viên rời khỏi khu vực nhà máy. Ông chủ Sơn, một vấn đề nhỏ, không cần phải sơ tán. Chúng tôi sửa là xong. Anh Ma, tôi nói với anh lần cuối cùng. Bây giờ ngay lập tức, cho toàn bộ nhân viên sơ tán khỏi nhà máy. Được rồi ông Sơn, tôi sẽ rung chuông báo động ngay bây giờ. Đã rút lui hết rồi. Rút lui, chúng ta cũng nên rút lui thôi. Nhanh lên. Chạy nhanh. Nhanh lên, qua đây nhanh. Đã rút lui xong chưa nhỉ, không biết chúng ta làm, có phải là vô ích không? Ta đã cố gắng hết sức rồi, đi thôi. Công nhân tuy đã rút lui nhưng đếm ngược, tượng trưng cho cái chết. Họ cuối cùng vẫn sẽ chết. Trần Tiêu, đừng nghĩ nhiều nữa. Thi Như, có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Bỗng nhiên tôi thấy đau bụng, tôi muốn đi vệ sinh trước khi nói chuyện. Đi đi, tôi đợi anh. Trần Tiêu, hôm nay tôi phải đi trước một bước, giá như gặp anh sớm vài năm thì tốt biết mấy. Đi vệ sinh mà sao lâu thế? Tạm thời không thể nhận cuộc gọi, vui lòng gọi lại sau. Có lẽ cô sẽ không chết. Trần Tiêu, anh đang làm gì vậy? Tôi muốn thay đổi số mệnh cho cô. Dù công nhân đã rời đi, nhưng đếm ngược, tượng trưng cho cái chết. Họ cuối cùng vẫn sẽ chết. Ồ! Cô đang làm gì vậy? Cô bị điên à? Trần Tiêu, Thi Như. Thi Như, tôi có điều muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên thấy đau bụng. Tôi muốn đi vệ sinh trước, rồi sẽ nói với cô. Đi đi, tôi đợi anh. Thi Như, xin lỗi. Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Thầy Trương nói rằng, chỉ có một người sắp chết trước, mới có thể thay đổi số mệnh,
và chấm dứt đếm ngược của mọi người. Tôi không thể nhìn thấy nhà máy hóa chất, hàng nghìn người chết đi, và không thể nhìn cô chết. Khi tôi thấy đếm ngược trên đầu, tôi cảm thấy may mắn. Tôi cũng có thể thay đổi số phận cái chết của cô. Có lẽ ý trời đã định, trời đã cho tôi khả năng siêu nhiên này, sắp đặt cho tôi gặp cô. Tất cả đều vì giây phút này. Y như rất may mắn khi gặp cô. Suốt quãng đời còn lại, chúc cô hạnh phúc. Trần Tiêu. Đừng làm tôi sợ, anh hãy tỉnh lại, có ai không? Trần Tiêu, anh hãy tỉnh lại, anh tỉnh lại đi. Trần Tiêu. Bác sĩ, Trần Tiêu ổn không? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không thể nào, bác sĩ, tôi xin bác sĩ, hãy cứu anh ấy thêm một lần nữa. Tôi xin bác sĩ đấy, tôi đã cố hết sức, bác sĩ. Không. Trần Tiêu. Hãy bình tĩnh lại một chút. Trần Tiêu, thả tôi ra. Ông Sơn ơi, ông phải giúp tôi giải quyết chuyện này. Thằng nhỏ đó đánh tôi quá mạnh, ông xem nó đánh tôi kìa. Ê, anh Ma, các đường dây trong nhà máy sửa chữa xong chưa? Đã sửa xong rồi, hiện tại, có lẽ đã không còn vấn đề gì nữa. Này, nhà máy này cũng không nổ. Tôi có phải đã bị hai người đó lừa không? Ông Sơn, tôi nghĩ rằng, chỉ vì lời nói của hai người đó, nhà máy hóa chất của chúng ta đã phải ngừng sản xuất cả một ngày, và bây giờ, truyền thông cũng bắt đầu đưa tin vấn đề an toàn sản xuất của nhà máy chúng ta. Điều này gây ra áp lực dư luận lớn, dám lừa dối lên đầu tôi, và còn có Vương Thi Như, cô ấy phải đưa ra lời giải thích cho tôi. Xin chào, anh có thấy anh ấy động đậy không vừa nãy? Tôi sợ lắm, đừng làm tôi sợ. Này, anh nhìn kìa. Anh ấy cử động lại. Tôi như thế được rồi. Giả chết rồi, giả chết rồi. Đây là đâu vậy? Ai đấy? Trần Tiêu, anh chưa chết. Cô nghĩ sao? Này, cô không sợ tôi lắm à? Tôi không sợ. Thi Như, đếm ngược của cô đã mất rồi. Có vẻ chúng ta đã thay đổi số mệnh. Thật sao? Chuyện này là sao vậy? Là nhờ thầy Trương. Trần Tiêu. Thầy Trương, tôi thấy anh có chữ trên đầu và mang theo thuốc. Anh định dùng tự tử để giải quyết đếm ngược à? Phải, có lẽ đó là số phận. Số phận đã cho tôi khả năng này, và khiến tôi yêu cô ấy. Chỉ khi tôi chết trước, mới có thể phá vỡ đếm ngược. Mới có thể thay đổi số phận cái chết của cô ấy. Ôi! Anh dũng cảm hơn tôi đấy. Nhớ lại ngày xưa, tôi chỉ có thể nhìn người tôi yêu chết trong vòng tay của mình, nhưng lại bất lực. Tôi đã ở làng Quân Minh, dành 20 năm để nghiên cứu một phương pháp khác, nhưng rồi lại có ích gì. Thôi được, tôi sẽ chuyển nó cho anh. Cái gì, chẳng lẽ còn cách khác? Cái chết vẫn cần phải có, nhưng là giả chết. Giả chết, đúng vậy. Không sai, Đại Sống Ti Hình Sư Sòng Từ đã viết một cuốn sách tên là Xí Nguyên Tập Lục. Trong đó có một vụ án, một viên chức bị oan và bị tù. Để tránh án tử hình, anh ta đã giả chết để thoát tù. Và thu thập chứng cứ, rửa sạch oan khuất, trong đó có một bài thuốc. Long cốt kết hợp với chỉ dẫn, ói trong vải bông, hầm nhỏ lửa thành súp. Hợp kim súp luyện thành đan, uống vào mà chết, nửa ngày sau tỉnh lại. Có nghĩa là, sử dụng giả chết để lừa qua bộ đếm thời gian tử vong. Sau khi uống thuốc một lúc, mồm và mũi chảy máu. Hô hấp dừng lại, tim ngừng đập, bất kỳ thiết bị nào kiểm tra, anh đều ở trạng thái đã chết, nhưng sau nửa ngày sẽ tự nhiên tỉnh lại. Thực sự có hiệu quả không, chưa ai kiểm chứng. Tôi không dám chắc hiệu quả hay không, anh thử một lần là biết. Dù sao anh cũng định tự tử, giả chết còn một tia hy vọng. Thầy Trương, tôi muốn thử một lần, chỉ là đan dược này chắc là không kịp nữa. Đan dược, tôi đã luyện xong cho anh rồi, cầm đi. Cảm ơn ông, thầy Trương. Không cần phải cảm ơn, tôi chỉ không muốn thấy anh như tôi. Hóa ra là thầy Trương. Vậy tại sao anh không nói với tôi, làm tôi lo lắng vô ích,
Nếu nói sớm thì nó sẽ không hiệu quả. Con số trên đầu cô đã biến mất. Có vẻ như chúng ta đã thành công. Bây giờ chỉ cần mọi người ở nhà máy hóa chất sống sót, chúng ta sẽ hoàn toàn thành công. Tốt, chúng ta đi xem thử. Đi thôi. Một ngày bận rộn, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Này, anh Ma, anh có thể thông báo cho tất cả nhân viên quay lại làm việc không? Điều này, ông Son ạ. Khi nhân viên sơ tán, những công nhân tuyến đầu đã về nhà. Bây giờ chỉ còn lại các quản lý cấp trung. Nếu muốn khôi phục công việc, chúng ta phải đợi đến ngày mai. Tôi thấy giờ cũng không còn sớm nữa. Có lẽ ông cũng nên về sớm nghỉ ngơi. Hai kẻ lừa đảo, đừng để tôi gặp lại họ. Ông Son, các người đều không sao chứ? Hai kẻ lừa đảo lớn còn dám quay trở lại. Thấy các người đều không sao thì tôi cũng yên tâm rồi. Đếm ngược đã biến mất, nhân viên đều còn sống. Chúng ta đã thành công, tôi chửi ai chết nào. Còn có cô giả mạo Vương Thi Như, đã di tản toàn bộ nhân viên của nhà máy. Cô biết không, cô đã gây ra thiệt hại lớn cho nhà máy của tôi. Hãy gọi người. Tên này không chơi đẹp, tấn công lén một người 65 tuổi của tôi. Tôi muốn gọi cảnh sát, chú. Trước đây tôi thấy các người sẽ chết thật, nhưng số phận đã được tôi viết lại. Đúng, tôi nói với anh này, đừng nói nhảm. Nhà máy hóa chất của chúng tôi không có vấn đề gì về an toàn. Và cả hai người nói, cái gì về nổ, thực sự là không thể xảy ra. Chạy nhanh lên, nổ rồi, thật sự nổ rồi. Ôi ông chủ Sơn, còn ai trong nhà máy không? Không, không còn ai nữa. Không còn ai thì tốt, chỗ này không an toàn, ông chủ Sơn. Nhanh lên, ông chủ Sơn, nhà máy của tôi. Vợ ơi, cơm nấu xong rồi, đến ăn đi, em đến ngay đây. Lâm Mộng Tuyết. Cô ấy không chết. Hóa ra là một giấc mơ. Alo Mộng Tuyết, Trần Tiêu, em sắp kết hôn rồi. Chú rể là A Kiệt.